Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái chảo xào nhân bánh trung thu. Chảo xào nhân bánh trung thu bằng điện tự động với dung tích của nó là 200 lít. Máy này thì sẽ xên được từ 50 đến 60 kg nguyên liệu trên một mẻ, tùy nguyên liệu ạ. Và máy này thì sẽ sử dụng điện 3 pha và công suất tiêu thụ của máy là 24 kW. Chúng tôi là vừa gia công sản xuất xong và bây giờ là chuẩn bị test máy trước khi là bàn giao cho khách hàng. Máy này thì sẽ có đường kính lên tới 1 mét và chiều sâu của nó là 450. Chính là một cái loại máy xên nhân xào nhân đa lăng cao cấp tại Inox Thanh Hưng sản xuất, bao gồm cánh khuấy lệch tâm, vét sắt đáy và thành, có biến tần điều chỉnh cánh khuấy nhanh chậm. Cái thứ hai nữa là cái máy này thì sẽ có một cái bảng tủ điện hiện đại để cài đặt được nhiệt độ cũng như là thời gian. Máy sẽ được cấu tạo 3 lớp và gia nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Các bạn có thể dùng cái máy này để xên xào nhân bánh trung thu hoặc là để xên xào đa năng, đa dạng các cái nguyên liệu khác. Đây chính là một cái chảo xào nhân điện đa năng ạ. Đây, cánh khuấy lệch tâm, vét sắt đáy và thành, các bạn thấy là sẽ có cái khớp nối đấy ạ. Khớp nối để tháo rời tiện lợi. Bên dưới này là cái cánh đảo của nó, cánh đảo có tiếp nông chuyên dụng. Và các bạn thấy là cái trục của cánh đảo cũng rất lớn. Đây là cái bảng tủ điện nhé. Sẽ có công tắc tắt mở, sẽ có đồng hồ chỉ thời gian và nhiệt độ. Và công tắc của cánh đảo, thì sẽ điều chỉnh được cánh đảo nhanh chậm. Thế mình đã bật máy lên để cho máy chạy đây. Cái lớp trong cùng tiếp xúc với nhiên liệu là inox 304, dày 2 ni. Lớp thứ hai thì sẽ chứa lớp dung môi truyền nhiệt và hai cái cây điện trở, mỗi một cây là 12 kg. Và lớp inox 304, dày 2 ni. Lớp thứ ba thì sẽ bao gồm lớp bông thủy tinh cách nhiệt và lớp inox 304, dày 1 ni, bảo ôn bên ngoài. Giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như là tiết kiệm điện ạ. Máy thì các bạn sẽ nghiêng đổ bằng tay quay nghiêng đổ, mà các bạn thấy là cái tay quay nghiêng đổ rất lớn. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái máy xên xào nhân bánh trung thu, máy xên nhân tự động thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238. Hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đây thì chúng tôi nhận gia công tất cả các loại máy chế biến thực phẩm, các cái máy được gia công sản xuất từ inox. Đây là đằng sau của cái máy ạ. Các bạn thấy là sẽ có một cái van rót dầu, một cái kính thăm dầu. Và dây điện thì chúng tôi cũng làm và bọc lại như này. Đây là cái điện 3 pha và chúng tôi là đang đấu vào để test máy, để thử máy cho máy chạy đi. Cái bộ khung nâng đỡ của cái máy này là khung 40x80, cái khung dưới là 40x80 và được rằng gia cố rất là chắc chắn. Ngoài máy xên nhân xào nhân ra thì các bạn thấy ở đây là có nồi chưng cất rượu này, chưng cất tinh dầu này. Chúng tôi cũng vừa gia công sản xuất hai bộ này xong, hoặc là các cái loại máy móc khác. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì cứ liên hệ với lại Inox Thanh Hưng để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất, không phải qua bất kỳ một trung gian nào. Hàng công nghiệp dày dặn chất lượng và có độ bền cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Inox Thanh Hưng và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.